Hello Mobile xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay Hello Mobile sẽ làm video mà test eSIM. Khi mà máy lock á mà phải quốc tế rồi thì có ghép eSIM được hay không ha. Ở đây là SIM không giới hạn này các bạn. Là máy lock đã phải quốc tế nha. Máy này thì lát nữa mình sẽ đưa máy cho các bạn check ha. Nếu mà bạn nào không tin đây là máy lock thì các bạn cứ check số series hay máy này. Mình không sợ bị ai phá gì đâu. À, nên là mình cứ đưa thoải mái đó, số email này. Với lại serial number ha, đó, cứ chết. Các bạn cứ chết trên những cái trang có phí á thì sẽ ra là máy lock ha. Nhưng mà đã phát quốc tế rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành thử eSIM cho các bạn xem. Thì trên máy lock phát quốc tế thì có ghép eSIM được hay không ha. Thì để ghép eSIM thì đầu tiên mình sẽ vào phần di động ha. Sau đó mình sẽ thêm gói cước di động. Thì nói chung là trước tiên thì các bạn cũng phải ra Viettel để các bạn đăng ký một cái eSIM ha. Thì ở đây là mình đã có đăng ký rồi. Giờ mình quét vô. Thì mình chỉ cần đưa vô thôi là nó đã nhận luôn rồi ha. Đó các bạn coi nè. Nó sẽ báo là không thể thêm gói cước di động từ nhà mạng cung cấp này ha. Có nghĩa là không, cái này cái máy này sẽ không quét eSIM nữa các bạn. Ra nhân viên bên Viettel cũng nói á, mình mua về nhà mình ghép á thì bên nhân viên Viettel nói là cái này anh phải ra mang máy ra bên em ghép, bởi vì rất là nhiều máy quốc tế cũng ghép không có được. Quốc tế ghép không được ha. Thì máy quốc tế tại sao ghép không được? Bởi vì trên thị trường á, nếu như các bạn biết á thì sẽ có những cái máy mà quốc tế thì nó sẽ là ghép được có eSIM bình thường. Còn những máy các bạn không ghép được eSIM á thì những máy đó thường là đa số là những máy reseller ha, kích hoạt bằng SIM nước ngoài á, xong rồi lên rồi mình xài như quốc tế thôi. Nhưng mà những cái máy như thế khi kích hoạt lên thì mặc dù nó đã thành quốc tế rồi nhưng mà vẫn không xài được eSIM nha. Thì hiện tại thì cái phương pháp fix kiểu này thì phay quốc tế kiểu này á, thì cũng y chang vậy thôi. Rồi mình sẽ lấy một cái máy khác nữa đó, một cái máy nào đó khác phải quốc tế để mình thử cho các bạn xem ha, để có nhiều trường hợp máy cho nó dễ. Bạn chờ xíu. Đây mình sẽ lấy một cây Romax Lock khác ha. Mình sẽ kích hoạt eSIM thử cho các bạn xem. Hiện tại một cây là không được rồi nha. Cái này là quét vô là nó báo không hỗ trợ rồi nha. Rồi giờ tới này cây là cây thứ hai, mình sẽ bắt đầu vào phần di động, thêm gói cước di động ha. Rồi đây không thể thêm nha các bạn. Đây là cái máy thứ ba mình thử luôn ha. Để mình thử nhiều máy khác nhau chứ nó không là cái trường hợp mà mình thử chỉ một máy của mình á thì nó không khách quan. Nhiều bạn lại kêu là có máy được có máy không. Nhưng mà thật ra thì máy đa số cái kiểu kích hoạt này á cũng không, mình nghĩ là giống cái kiểu mà kích hoạt máy reseller thôi, bỏ một cái SIM coi như là bỏ một cái SIM SIM nước ngoài vô mà kích hoạt á. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ thử lại một lần nữa ha. Bây giờ là đang SIM không giới hạn nè, mình sẽ reset dòng 2 ha. Cho nó về thành máy lock rồi mình sẽ kích hoạt. Hiện tại thì đang kích hoạt bằng
bằng phay quốc tế bằng ICC đi ha. Giờ mình sẽ thử phay phay quốc tế bằng một cách khác là bằng sim nước ngoài ha, bằng sim dạng sim trắng á các bạn, để xem thử khi mà kích hoạt bằng sim trắng á thì có ghép được hay không ha. Rồi, các bạn chịu khó cho một xíu ha, tại mình làm cái này là làm thực tế luôn để cho các bạn mình cái sim eSIM mình nãy mình hôm nay mình mới rảnh để ra theo làm thì tốn hết 120 nha các bạn. Nhưng mình reset lộn. Chân này nhấp lộn dòng một các bạn, nên là nó chưa xóa chân máy. Đây thì là cái sim gọi là cái sim trắng á các bạn. Thì mình bỏ vô thì mình sẽ kích hoạt là nó thành quốc tế thôi. Thay vì các bạn ghép sim bằng sim ghép á, thì mình chỉ cần bỏ sim này mình kích hoạt lên một cái, rồi mình lấy sim này ra mình bỏ sim kia vô bình thường ha. Đây mình làm nhiều máy luôn cho các bạn xem ha. Mình đặt lại dòng 2 cho nó về thành máy lóc các bạn. Rồi mình sẽ kết hợp bằng cái sim này cho các bạn xem. Các bạn chờ xíu nha. Rồi đây là cái máy màu đen này là xong rồi nha. Mình bắt đầu active vô lại ha. Đây các bạn. Thay vì mà mình ghép sim á, mình không biết là cái sim ghép thuộc loại gì á, thì bên mình lấy cái sim này nhét vào active cái là xong. Rồi đó, nó qua bước active rồi các bạn. Mình sẽ active vô xong vô trong cho các bạn xem nha. Rồi, các bạn thấy không? Tây vô là sim không giới hạn luôn nè. Thì thay vì mình phải dùng cái sim ghép á, thì bên mình sẽ có những cái sim như thế này.
bỏ vào kích hoạt cho khách là xong, không cần phải đổi ICC đi gì hết. Rồi bây giờ mình sẽ quét thử cái eSIM ha. Vẫn không hỗ trợ nha các bạn. Máy này mình sẽ active bằng wifi vô trước đi, xong rồi mình sẽ dùng cái sim á mình phát quốc tế sau, thử các kiểu luôn. Đây các bạn nha, sau khi mà active vô á, khi bị reset á là sim nó về lại máy lock là sim bị khóa ha. Mình bỏ cái sim vào mình active nó ha. Đó. Nhà active ra ngoài ha. Rồi, bắt đầu kích hoạt vào trong. Tắt đi một lần mở lại thì nó mới update lại ha, cập nhật lại ha. Đây các bạn coi là sim không giới hạn ha. Fit là file quốc tế thì nó cũng đơn giản thôi. Mình có những cái sim chuyên dụng như vậy á, mình làm rất là nhanh. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái sim ra thử cái sim lần này lần cuối ha. Chờ xíu anh, mình cắm vô mình thử lại cái này một cái. Rồi, vậy là máy phát quốc tế thêm eSIM chưa được nha các bạn. Ở đây mình sẽ thử lấy một cái quốc tế, mình lấy cái eSIM hồi nãy cho các bạn xem ha. Cái này là cái hotline của mình, máy lock mà lên quốc tế theo nhà mạng đó các bạn, đủ điều kiện nó lên đó. Đó, cái lên quốc tế mà đúng theo hãng á, đủ điều kiện để mà lên quốc tế thì mình lên á thì mình có thể áp được eSIM ha. Giờ sim phụ xong. Đối với máy lock mà lên quốc tế thì thêm bình thường ha các bạn ha.
sim phụ đang không có dịch vụ nha. Để kích hoạt sim eSIM thì các bạn gọi 900. Ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ trả trước của Viettel để chọn tiếng Việt. Rồi, đó. Sau đó thì sau khi mà mình gọi để mình kích hoạt dịch vụ á thì nó đã lên sóng ha. Rồi. Video của mình đến đây coi như là kết thúc ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy hữu ích thì có thể ấn đăng ký kênh, like ủng hộ Hello Mobile ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình chốt lại một lần nữa ha, là máy phát quốc tế hiện tại vẫn chưa áp được eSIM ha. Còn nếu mà máy lóc mà lên quốc tế theo đúng chính sách của nhà mạng á thì vẫn áp eSIM bình thường ha. Còn những cái máy quốc tế mà hiện tại trên thị mua trên thị trường á mà không bao eSIM á thì những máy đó thường gọi là những cái máy reseller ha. Thì khi kích hoạt xong á thì cũng không áp được eSIM ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, xin chào các bạn.